Was I feel happy. Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui. Mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui. Mỗi lần mình học tiếng Anh là mình thấy vui. Mỗi lần mình học từ mới là mình thấy vui. Mỗi lần mình học ngữ pháp là mình thấy đau đầu. Có bạn nào mỗi lần học ngữ pháp mà thấy đau đầu giống mình không? Làm sao có thể nhớ được một đống ngữ pháp của tiếng Anh? Làm sao có thể nhớ được hàng tá từ vựng? Làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là chúng ta có cần phải nhớ không nhỉ? Các bạn đừng cố nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến tiếng Anh, mà chúng ta hãy dùng nó, sử dụng nó, ứng dụng nó và lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta có thể nhớ, được không ạ? Bản thân nhớ lại câu chuyện ngày xưa mình học tiếng Anh như nào nhỉ? Mình học tiếng Anh bắt đầu từ năm lớp 6. Cái thời điểm lứa tuổi của Trang và cái thời điểm ở cái vùng của Trang á, thì mình học tiếng Anh từ năm lớp 6. Và thực sự thì mình không học tốt tiếng Anh. Mình có ghét không? Mình cũng không ghét nó. Chỉ là mình không học giỏi nó thôi. Mình không được điểm cao thôi. Ở trong giờ học là mình cũng tích cực hăng hái, giơ tay phát biểu. Cái gì mình biết mình đều nói hết. Không biết thì ngồi im, vậy thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà mỗi lần làm bài kiểm tra xong thì giáo viên bảo là: ủa, bạn này ở trên lớp dạy thì có vẻ như bạn rất tích cực hăng hái phát biểu và tiếp thu. Nhưng mà sao đi thi bạn ấy kiểm tra, bài kiểm tra của bạn ấy thấp hơn so với cái sự mong đợi của cô giáo, mà cái mà cô giáo có thể đánh giá được. Thì bản chất của cô giáo là tại thời điểm đấy cô giáo không hiểu được mình, không hiểu được chính bản thân những học sinh của mình là người như nào, đúng không ạ? Thì bạn ấy thích hợp, bản thân Trang là người thích hợp học để giao tiếp, nghe và nói hơn. Và để Trang ngồi viết hoặc đọc cái gì đó thì mình bị tình trạng như vậy. Và mình mỗi lần học ngữ pháp mình cảm thấy mình chẳng nhớ được cái gì cả, mình đau đầu lắm. Và những gì mình nhớ được là những cái gì mà cô giáo có sự lặp đi lặp lại. Và vô thức mà mình nhớ được đến tận cấp 3 rồi còn sót lại ở đại học là cái gì thì mình sử dụng thôi. Chứ mình chẳng nhớ cái gì, chỉ cái gì được sử dụng lặp đi lặp lại là mình còn nhớ. Những thứ khác mình không nhớ cái gì luôn. Đúng không ạ? Thì đó là một trong những cách mà chúng ta cần phải nhớ, rằng chúng ta cần phải hiểu thực sự bản chất của từng chủ điểm ngữ pháp trong tiếng Anh là như thế nào. Rồi chúng ta cần phải biết cách tự học là học cấu trúc câu đó như thế nào, ứng dụng vào đâu. Chứ khi mà chúng ta thiếu cái tư duy, phần tư duy và định hướng, chúng ta học nó rất là mệt. Và bản thân Trang trước đây là một người kế toán, là một nhân viên văn phòng. Mình đi học, mình đi làm, mình cũng làm những thứ rất là, nó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, bao nhiêu ngày tháng, mấy năm trời nó cũng như vậy. Và nó hình thành trong mình một cái vô thức, rồi mình cứ thế mình làm thôi. Mình có phải xây dựng quy trình rồi mình quy ra cái gì không? Thực ra là mình làm theo bản năng là nhiều hơn, đúng không ạ? Mình không có một cái hệ thống hóa, rồi quy trình hóa, quy chuẩn hóa nó, để mình đến lúc mình chuyển ra người khác nó cũng dễ, đúng không ạ? Thì khi mà mình bắt đầu ra ngoài, bắt đầu mình làm song song thôi, hai công việc tại thời điểm là vừa làm nhân viên văn phòng, vừa đi dạy tiếng Anh và học thêm những thứ để trở thành người mà mọi người biết đến nhiều như ngày hôm nay, là mình tập trung hoàn toàn vào việc đi dạy tiếng Anh thôi. Thì mình mới nhận được ra một điều rằng, thứ nhất là thiếu tư duy về định hướng này thì rất là mệt khi mà chúng ta làm bất cứ thứ gì, mà chúng ta mất thời gian nữa. Thứ hai là thiếu quy trình để làm việc hay là học tập cũng vậy, nó cũng làm cho chúng ta mất quá nhiều thời gian và lãng phí nhiều thời gian, mà chúng ta có thể không nhớ được nó, mà cũng không thể chuyển giao được cho người khác. Vậy là mình học khá là nhiều thứ so với những người khác, nhưng mà cũng không là gì. Bởi vì khi ra ngoài làm thì mình thấy là mình quá thiếu quá nhiều thứ. Bởi vì cái nền tảng về đi ra ngoài làm giáo viên, dạy tiếng Anh rồi tự mình làm nó rất là không có luôn. Mình ra ngoài mình học hết. Và chính như vậy là mình áp dụng được những thứ đó cho công việc. Rồi mình sẽ quay sang thiết kế bài giảng, rồi cách tiếp cận cho học viên của mình. Thì mình mới thấy là mình sẽ những thứ gì mà có khả năng mà quy được ra các bước thực hiện, rồi quy trình, rồi nó có sự logic như thế nào đó, được các bước thực hiện nó như thế nào, mình đều quy nó ra như vậy.
và để mình có thể truyền đạt, để mình có thể hướng dẫn cho những học viên của mình và bản thân mình cũng dễ áp dụng nữa. Và khi mình viết lại như vậy, mình cũng không phải trực tiếp giảng cho người ta có thể tiếp cận, người ta hiểu được. Thì hôm nay chính vì lý do đấy mình mới đưa ra một vài bước cơ bản dựa trên một vài nguyên lý, một vài bước cơ bản để mọi người có thể thực hiện trong quá trình mà mọi người dịch từ một câu tiếng Việt sang một câu tiếng Anh. Thì đến đây có rất nhiều anh chị em sẽ bảo là chúng ta phải suy nghĩ bằng tiếng Anh đi chứ sao lại cứ dịch sang tiếng từ tiếng Việt sang tiếng Anh làm gì. Đúng, chính xác là chúng ta nên suy nghĩ bằng tiếng Anh. Nhưng mà tôi hỏi rằng nếu bạn ở giai đoạn đầu, giai đoạn nền tảng chưa có, thì bạn sẽ luôn luôn ở cái giai đoạn là dịch sang tiếng Việt xong rồi mới dịch tiếng Anh. Bụng một cái mà bạn ép những người như vậy phải suy nghĩ bằng tiếng Anh đi, đừng suy nghĩ bằng tiếng Việt nữa, người ta sẽ bỏ cuộc ngay. Thì phải làm từng bước một, cái gì cũng phải làm từ 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 từ, từng bước một. Chúng ta phải dần dần chúng ta ngấm nó, chúng ta phải chuyển từ giai đoạn đấy. Khi mà chúng ta bắt đầu, người lớn nhá chứ không phải trẻ em, bao năm đã thất bại về thông tin nhanh rồi, bây giờ lại quay về bắt suy nghĩ bằng tiếng Anh đi, trời đất rồi, thôi ta chả học nữa làm gì, ta làm như vậy, làm vậy thôi, lương kém vậy, làm nhiều tiền rồi thuê người khác dạy con tiếng Anh là xong, gặp rồi này thôi chả học nữa, mệt mỏi nữa, đúng không ạ? Vậy thì mình phải giúp cho học viên của mình phá bỏ được cái tư duy đó, làm từng bước một, đúng không ạ? Vậy thì những cái bạn đang chưa có nền tảng tốt mà đang chưa có nhiều vốn từ vựng, chưa có nhiều cấu trúc, buộc bạn sẽ phải ở cái bước là chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Nhưng cái cách này của Trang sẽ giúp bạn được hạn chế được các lỗi khi mà chúng ta sử dụng, và chúng ta sẽ tư duy một cách đúng hơn trong việc là chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh, được không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một ví dụ để các bạn sẽ có thể thấy được là chúng ta nên làm theo tuần tự như thế nào để chúng ta có thể hiểu và chúng ta thực sự học. Khi mà chúng ta chỉ học một câu thôi nhưng chúng ta làm kỹ như vậy, chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ từ điều đó. Ok, thì mình cũng ưu tiên những thứ đi vào bản chất của vấn đề này, đi vào cái việc mà mọi người có thể nhân bản sử dụng nó này, đi vào cái việc mà mọi người có thể tự học được nó, đúng không ạ? Giả sử ở đây Trang có một câu ví dụ là anh ta chuẩn bị kết hôn vào tháng sau. Và bây giờ mình sẽ dịch cái câu này sang tiếng Anh như thế nào, đúng không ạ? Thì bước đầu tiên các bạn xác định giúp Trang là cái thời điểm định nói, thời điểm diễn đạt của cái câu này, nó là thời điểm hiện tại, quá khứ hay là tương lai. Và khi mà chúng ta viết một câu tiếng Việt ra như vậy thì chúng ta sẽ xem là có những điểm nhận dạng gì, dấu hiệu nhận biết gì ở câu này để chúng ta xác định được cái thời điểm của nó. Thứ nhất, tháng sau. Tháng sau, đúng không ạ? Tháng sau thì là thời điểm. Tháng sau thì nó phải là tương lai, đúng không? Nó là tương lai rồi. Và ở đây tiếp là chuẩn bị kết hôn. Chuẩn bị kết hôn là một từ khóa nữa ở trong câu đấy, các bạn lưu ý giúp Trang. Nếu như nó là thì tương lai thì các bạn cùng phải phân tích giúp Trang một chút xíu. Thì đối với việc này thì các bạn muốn dịch như thế này thì các bạn cũng cần phải nắm được cho Trang là xem lại lý thuyết về cấu trúc câu, các thành phần trong câu, danh tính, động trạng, vai trò, vị trí của nó như nào. Thứ hai là các thì ở trong tiếng Anh, hiện tại đơn như nào, hiện tại tiếp diễn như nào, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, được chưa? Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành và tương lai đơn. Những thì như vậy các bạn cần phải nắm được cái phần đó. Nếu bạn không nhớ nhưng mà bạn hiểu và biết được nó đang nằm ở đâu thì mỗi lần mình viết mình hãy nhìn vào cái chỗ đấy, được chưa? Đừng cố bắt bản thân mình phải học thuộc lòng, hãy sử dụng nó để có thể lặp đi lặp lại và chúng ta sẽ dần dần biến nó thành thạo thôi nhá. Ok, tương lai thì sẽ hai tình huống. Tình huống thứ nhất là nếu như mà tình huống đó ở trong tương lai nhưng mà chắc chắn xảy ra và nó có kế hoạch thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc với thì tương lai gần là be going to, và các bạn thường gặp là nó sẽ nói là be gonna, viết tắt trong văn nói hoặc là trong những bài hát nó hay có nothing changes, nothing gonna change my love for you. Đó là bài hát Nothing is gonna change my love for you. Đó là bài hát đấy, dùng cái cấu trúc này này. Được chưa? Nếu như là thời điểm tương lai nhưng mà cái kế hoạch này nó không chắc chắn là có xảy ra hay không, chỉ là một câu nói rằng giả định ở trong tương lai là sẽ là như vậy, là không chắc chắn, thì ta sẽ sử dụng cái cấu trúc thì tương lai đơn là will hoặc shall cộng với đằng sau nó là động từ nguyên thể. Ví dụ là I will go to the supermarket, chẳng hạn là như vậy, đúng không? I will. Đó, thì lúc đó là thì không chắc chắn nhé, ở tương lai thì là đây, tương lai đơn. Ok, đấy là xong trường hợp thứ nhất, câu này là tương lai, được chưa?
Nếu như nó là hiện tại thì các bạn phải nhớ xem nó là hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn nhá. Nếu là quá khứ thì nó là có quá khứ đơn hay là gì, đúng không ạ? Tiếp theo, khi mà các bạn đã xác định được cái thời điểm nói của câu này rồi thì bước tiếp theo các bạn mới xác định động từ và chủ ngữ của cái câu này, đúng không ạ? Động từ và chủ ngữ, khi mà các bạn đã xác định được nó là thì tương lai hay quá khứ các thứ thì các bạn cần phải lưu ý đến động từ và chủ ngữ. Động từ của câu này nó là anh ta là hỉ, đúng không? Chủ ngữ của nó, động từ của nó sẽ là kết hôn, kết hôn, kết hôn, hành động kết hôn là động từ, được chưa? Và đây cái câu này chúng ta thấy rằng nó là cái thời tương lai đơn và chuẩn bị kết hôn ở đây là cái sự này là có kế hoạch rồi, nó khả năng là khá chắc chắn rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng với tương lai gần, be going to, được không? Nếu như trong cái bước 2 này các bạn cần lưu ý xác định động từ và chủ ngữ để làm gì. Bởi vì sao? Nếu như nó là thời quá khứ thì động từ của bạn nó phải chia ở dạng quá khứ, được không ạ? Nếu như mà nó là ở dạng hiện tại thì các bạn cần lưu ý là hiện tại đơn thì ngôi chủ ngữ và động từ này nó có sự liên hệ với nhau. Nếu là chủ ngữ he, she, it và danh từ số, ví dụ ở đây là he này, thì cái động từ này nó đi theo, nó phải là và cần phải chia động từ ứng với thời hiện tại đơn, được chưa? Nên là mình mới lưu ý ra đây để mọi người biết được, được không ạ? Thì khi mà chúng ta làm được từng bước như vậy này, chúng ta sẽ hạn chế được cái lỗi ngữ pháp trong quá trình chúng ta sử dụng, được không ạ? Vậy là xong bước 2 nha. Chúng ta sẽ sang bước 3. Bước 3 là gì? Bước 3 là gì đây? Đấy là cái bước xác định sơ bộ là như vậy. Thời điểm nói mình chưa ghép câu. Bây giờ giả sử cái từ kết hôn bạn không nghĩ được ra cái từ đấy tiếng Anh là cái gì thì việc của bạn là phải tra từ điển. Đầu tiên, nếu như mà bạn biết được từ kết hôn là marry, marry me, do you marry me, có phải là chúng ta có cái bài hát trong bài hát tiếng Việt hay bài hát gì đấy, do you marry me hay là bài marry me gì đấy, đúng không? Thì chúng ta có thể biết được cái từ marry là kết hôn chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta biết là như vậy, nhưng mà chưa chắc chúng ta biết cách sử dụng động từ đó đúng hay sai. Thì chúng ta cần phải tra từ điển. Ở bước Anh Việt, nếu bạn biết cái từ kết hôn là marry, marry rồi, thì bạn tra từ điển Anh giúp cha. Sorry, ở đây phải viết là Anh nữa này. Việt Anh Việt, và quan trọng nhất là phải Anh. Được không ạ? Nó phải tra từ điển Anh. Tra từ điển Oxford thì bạn mới thấy được. Được chưa? Bạn phải tra từ điển Oxford thì bạn mới thấy được cái cách sử dụng của động từ đấy nhá. Tra từ điển Oxford thì mới biết cách sử dụng của động từ đấy. Rồi. Ok. Từ điển, nếu mà bạn cái từ kết hôn bạn chưa biết nó là tiếng Anh là gì thì việc của bạn, bạn có thể search giúp Trang là search ở Google Translate là Google dịch, hoặc search mỗi từ kết hôn thôi nhá. Có thể là Google hoặc tra từ .soha gì đấy, hoặc là VDIC gì đấy, được chưa? Có một vài từ điển. Mình thì mình hay dùng hello chào hơn, nhưng mà nhiều bạn dùng cái này không quen. Mình thì hay dùng kênh đấy hơn, đúng không ạ? Sau khi giả sử là bạn cần tìm cái từ kết hôn là gì, bạn tìm được ra cái từ kết hôn nó là marry rồi, được chưa ạ? Ok, bạn search vào từ điển Anh này giúp cha nhá. Search vào từ điển Anh này giúp cha. Search vào từ điển Anh. Search vào từ điển Anh xem từ marry này nó sẽ sử dụng như thế nào. Khi bạn search vào từ điển Anh, từ điển Oxford, nó sẽ ra cách sử dụng của từ marry, đó là marry someone, tức là kết hôn với ai đó. Vậy thì trong cái câu kia là anh ta chuẩn bị kết hôn vào tháng sau, nhưng mà nó có nói rõ là kết hôn với ai vào tháng sau không? Không có, đúng không? Vậy thì nếu câu này mình sử dụng động từ là marry thì nó không ổn, đúng không ạ? Vậy chúng ta lại đọc tiếp xuống dưới nữa, đó là nó sẽ có một cái, bạn hãy tra từ điển giúp Trang đi, sau đó bạn thực hành theo Trang thì bạn sẽ hiểu rõ hơn. Nó sẽ có một cái cụm là got married, à trong đấy nó có một câu liên quan từ got married là kết hôn rồi. Bây giờ got là quá khứ của get, married ở đây, đến đây bạn thấy có từ got married rồi, bạn tra tiếp từ điển giúp Trang là từ điển Anh, từ married
này xem nó là gì. Thì nó sẽ ra từ merit này, nó sẽ là tính từ, đúng không ạ? À, vậy tính từ này sẽ ở đấy nó xuất hiện thêm một cấu trúc nữa của này, đó là to be married, để thể hiện cái sự kết hôn hoặc trạng thái kết hôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có hai cách để nói rằng trường hợp này là loại trừ rồi nhá, bởi vì trong cái câu này là không còn đề cập đến ai là ở đây, thì trường hợp này loại trừ đối với câu này. Đấy. Mình sẽ sử dụng cấu trúc ở dưới này, một là got married, hai là be married, được không ạ? Rồi, vậy là chúng ta xong cái bước tra từ điển, được không? Tháng sau, giả sử cái bạn bạn đừng dịch cả cái câu là anh ta chuẩn bị kết hôn vào tháng sau vào Google dịch nhá. Nếu mà dịch như vậy, các bạn trong trường hợp khẩn cấp thì bạn mới lên dùng thôi. Bởi vì nếu bạn thực sự muốn học và hiểu sâu về bản chất của câu đấy, bạn dịch cả câu đó vào từ điển thì bạn sẽ không học được nó. Bạn phải phân tích tra hình tra. Tra là tra động từ. Sau đó tra tiếp cái thành phần tiếp theo là tháng sau. Tháng sau là như thế nào? Thực sự next month. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu viết cái câu đấy. Tương lai chắc chắn, sau khi tra từ điển rồi chúng ta mới biết. Rồi, cái câu này là tương lai gần đúng không? Chắc chắn xảy ra là be going to. Rồi chúng ta mới hạ ở trên xuống. Anh ta chuẩn bị kết hôn vào tháng sau là anh ta là he, đúng không ạ? Anh ta là he. Cấu trúc be going to thì động từ to be đi với he đó sẽ là is. Ok, going to ta có thể dùng với cụm từ là get married or to be married, đúng không ạ? Sử dụng một trong hai cách này. Đấy. He is going to get married next month. Được chưa? Thì chúng ta xong được cái câu này rồi. Đấy. Cái bước cuối cùng mà các bạn muốn muốn xong này đấy, thì search lại vào Google cả cái câu này nữa. Search vào Google cái câu này nữa. Được chưa? Thì nó sẽ giúp bạn kiểm tra được nó xem đúng hay không. Thì bạn search vào Google dịch đấy, he is going to get married next month, hoặc bạn search trực tiếp vào Google tìm kiếm, được không ạ? Thì các bạn sẽ kiểm tra được xem là cái cách mình viết cái câu đấy vừa đấy xong là nó có đúng hay là sai, được chưa ạ? Đấy thì tổng kết lại ba bước quan trọng nhất và cơ bản nhất để các bạn có thể dịch một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thứ nhất là chúng ta phải xác định thời điểm nói của câu đấy, đúng không ạ? Thứ nhất, xác định thời điểm mình định nói ở câu đấy là như thế nào. Nếu là tương lai thì nó sẽ có hai tình huống. Một là nó có chắc chắn xảy ra hay không, và thứ hai là nó không chắc chắn. Nếu chắc chắn xảy ra thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc tương lai gần, be going to, được không ạ? Nếu không chắc chắn thì chúng ta sẽ sử dụng tương lai đơn là will verb. Thứ hai là nếu là quá khứ thì chúng ta cần lưu ý đối với cái đối tượng chủ ngữ he, she, it là danh từ số ít để chúng ta chia động từ cho đúng đối với ngôi đấy, được không ạ? Nếu là từ hiện tại thì mới phải chia, đúng không ạ? Đấy, nếu là hiện tại thì chúng ta chú ý đến chủ ngữ là he, she, it và danh từ số ít để chúng ta chia động từ đó cho đúng đối với cái ngôi chủ ngữ đấy. Các bạn hãy xem video của Trang nói về cái lỗi động từ thì rõ hơn chỗ này. Thứ hai là nếu như là quá khứ thì chúng ta cũng phải tra xem cái từ điển cái này sẽ là is hay là was, đúng không? À, chúng ta phải quá khứ thì chúng ta cũng phải xem cái động từ chúng ta định nói và cái cấu trúc thì trong đấy chúng ta định nói như thế nào để chia cho đúng vào thời điểm là quá khứ, được không ạ? Rồi, vậy bước thứ hai các bạn cần làm là gì? Bước thứ hai chính là cái việc là xác định chủ ngữ và động từ của cái câu đấy. Được chưa? Bước thứ hai chính là xác định chủ ngữ và động từ của câu đấy nhá. Xác định chủ ngữ và động từ của câu đấy để chúng ta, bởi vì có mối liên hệ giữa chủ ngữ và động từ, nó sẽ liên quan đến cấu trúc thì ở trong bước 1 đấy. Được chưa? Như vừa nãy Trang phân tích thì bước đấy khá là quan trọng, lưu ý giúp Trang. Các bạn hay bị nhầm lẫn ở thì hiện tại đơn đối với chủ ngữ và động từ, và thì quá khứ là mình quên chia động từ của quá khứ, đúng không ạ? Bước thứ ba là các bạn tra từ điển. Tra từ điển theo cái cách này của Trang. Tra từ điển Việt Anh nếu như bạn chưa biết từ vựng. À, tra từ điển Anh Việt. Ừ, tra từ điển Anh Việt cũng được. Nhưng mà Trang ưu tiên khuyên các bạn nên tra từ điển Anh thì tốt hơn, được chưa? Tra từ điển Anh để chúng ta hiểu được bản chất và cách sử dụng của động từ đấy. Vậy thôi, đơn giản là ba cái bước chính là như vậy. Các bạn có thể bám theo để chúng ta giảm thiểu những lỗi sai, và trong quá trình này chúng ta sẽ hiểu được cách sử dụng của từ vựng, cách cấu trúc câu của cái từ vựng đấy, và
chúng ta hạn chế xa nhất có thể, đúng không ạ? Và tra từ điển rất là hay, tra từ điển hay lắm, càng ngày càng mình càng thích từ điển, bởi trong từ điển nó có nhiều thứ rất là hay, cách sử dụng rồi là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, rồi là trong quá trình đấy mình tăng khả năng mình đọc tiếng Anh nữa, đúng không ạ? Thay vì đọc báo tiếng Anh nhiều thì chúng ta tra từ điển nhiều lên, tự nhiên là chúng ta tăng được khả năng đọc, mà đọc từ điển thì giúp cho chúng ta diễn đạt ý nó rất là rõ ràng, mạch lạc. Rất hay là như vậy luôn nhá. Dạ, hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn có một cái hướng đi và cái tư duy đúng hơn đối với việc mà chúng ta sử dụng tiếng Anh, đúng không ạ? Và đến đây thì it's time to say goodbye and see you. Bye bye. Bye bye.